Xin chào các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ về cấu tạo và tính toán sàn phẳng vượt nhịp lớn của Học viện Gizento. Thì bên cạnh tôi đây là anh Lượng và anh Cường, hai anh là lãnh đạo của công ty sàn vượt nhịp VRO, là một công ty làm rất là nhiều các công trình từ tư nhân đến các cái dự án lớn về công nghệ sàn phẳng vượt nhịp lớn này. Thì hôm nay Học viện Gizento của chúng tôi có kết hợp với hai anh để gì ạ? Chia sẻ cho những anh em đang làm trong ngành xây dựng về gì ạ? Cái bộ môn này. Có thể rất là nhiều anh em đã tính toán và biết về cái sàn thông thường rồi, nhưng mà còn đang rất là mới lạ đối với cái sàn vượt nhịp. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ các bạn về cái bài học đầu tiên, đó là cái bài học sàn vượt nhịp lớn là gì đó, và ứng dụng của nó trong các cái công trình cụ thể ra sao, để cho anh em mà mới tiếp cận vào cái dạng công trình này hoặc sau này mà có thi công dạng công trình này thì có thể hiểu được nhé. Vâng, em xin chào hai anh. Vâng. Hai anh có thể giới thiệu một chút về chức vụ cũng như cái lĩnh vực mình đang làm được không ạ? Vâng, vâng. Vâng. Xin giới thiệu, tôi là Lượng, vâng, là giám đốc công ty cổ phần Vero Thăng Long, vâng, cũng là một công ty trực thuộc Vero Group. Vâng. Anh Cường ạ. Vâng. Tôi cũng xin giới thiệu là tôi tên Cường. Dạ. Hiện tại là tôi đang là giám đốc công ty Vero. À, vâng. Và ngoài ra là tôi cũng là đang giảng viên của trường Đại học Xây dựng. À, vâng. Giảng viên Đại học Xây dựng bộ môn gì anh? Mình ở bộ môn xây dựng công trình biển. À, xây dựng công trình biển, rất tuyệt vời. Thế thì đấy là một cái tuyệt vời khi các anh vừa là gì ạ? Kinh doanh và vừa là những nhà nghiên cứu luôn. Thế thì hai anh có thể chia sẻ cho em một chút là hiện nay các cái công trình bọn anh đang làm là thuộc những cái dạng công trình gì, và cái sản phẩm mình cung cấp gồm những sản phẩm gì đúng không ạ? Hiện tại thì Vero đang cung cấp cho các công trình thuộc các cái dự án. Vâng. Ngoài ra thì các nhà dân có cái khẩu độ vượt nhịp lớn từ khoảng 7 mét trở lên. 7 mét trở lên đã làm được rồi. Thì là Vero đã làm tương đối nhiều. Vâng. Ngoài ra thì tất nhiên cũng có những công trình vượt nhịp nhỏ, nhưng mà có nhu cầu, khách hàng có nhu cầu làm sàn nó phẳng, phong thủy tốt thì họ vẫn sử dụng cái sản phẩm của Vero. Anh có thể kể một số công trình lớn tiêu biểu bên mình làm không? Vâng. Ví dụ vượt nhịp máy mắc tối đa bao nhiêu công trình? Ví dụ như là hiện tại bây giờ là có một công trình lớn nhất và vượt tải trọng lớn nhất là cái công trình Thiên Đường Đá Quý Mường Chám, chắc các anh cũng đã biết rồi. Rồi. Đấy thì là vượt 16 mét và tải trọng là 12 tấn trên 1 mét vuông. Đấy, rất là khủng khiếp. Thì tôi cũng đã đi tham quan về cái công trình này rồi. Thì các bạn biết là trên tầng ấy là chủ nhà kê rất là nhiều các cái tảng đá to, đúng không? 2 tấn trên 1 mét vuông. 1 mét vuông là tải trọng khủng khiếp luôn. Tải là 2 tấn 1 mét vuông. Vượt nhịp 16 mét mọi người nhé. Vâng. Đấy, nên nếu mà anh em biết được cái sàn này mà chúng ta giới thiệu cho những chủ nhà họ đang kinh doanh hoặc là họ đang có nhu cầu vượt cái không gian, tránh những cái kết cấu thông thường, thì rất tuyệt vời, một cái cơ hội nữa cho anh em trong ngành xây dựng. Vâng. Thì anh công trình thứ hai nữa, vâng, thì làm là cái khách sạn 40 tầng, thứ hai khách hàng khách sạn Hoàng An Nha Trang, à, là cao chiều cao 40 tầng, đã làm xong chưa? Đã làm xong rồi, đã đang có đưa vào sử dụng được gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi. Thì nếu nào mà các bạn muốn theo dõi cụ thể công trình này thì nhớ là lên kênh Kisapo, chúng tôi sẽ kết hợp với các anh để review cho mọi người xem. Rồi, thế thì bây giờ em muốn hỏi anh Cường một chút nhé. Anh Cường thì chắc là chuyên sâu về phần tính toán, anh Cường có thể giới thiệu cho em một chút về cái định nghĩa, cái khái niệm của cái sàn phẳng vượt nhịp lớn không dầm này, thì nó khái niệm nó là như thế nào, và hiện nay cái loại sàn phẳng vượt nhịp lớn này nó gồm mấy loại, và cái câu hỏi thứ ba nữa là cái nguồn gốc cái này xuất hiện ở trên thế giới đã lâu chưa? Vâng, em mời anh. Về cái khái niệm của sàn vượt nhịp, sàn phẳng vượt nhịp ấy, vâng, thì sàn phẳng vượt nhịp tức là sàn ở đây là sàn có không có dầm lộ ra ở phía dưới. Vâng. Đấy, và gần như là cả hệ sàn hệ dầm ở đây là nó nằm chìm trong sàn. À, rồi. Đấy. Và sàn phẳng này thì là khi với cái sàn phẳng, vâng, thì và không có cột giữa nữa đúng không anh? Đúng rồi, tức là mục đích của cái sàn phẳng vượt nhịp tức là không có cột ở thứ mấy là cột ở giữa, vâng, mà là gì, mình mục đích là để vượt cái nhịp và để là tạo cái không gian tốt nhất cho cái căn nhà. Rồi. Đấy, và cũng tùy theo cái mục đích của công trình, vâng, thì người ta muốn sử dụng cái mục đích gì thì để thì người ta đưa ra được cái hệ gọi là hệ mức nhịp cột, vâng, để đưa ra thì người ta một cái không gian nó phẳng. Vâng. Cột giữa là với những công trình nhà dân và vượt nhịp khoảng tầm 8-9-10 hoặc, vâng, đến gần 20 mét, vâng. Đấy, người ta muốn làm vượt luôn toàn bộ, vâng, sàn mà không có cột ở giữa nhà, vâng, thì đấy là mình sẽ sàn này sẽ xử lý được cái vấn đề hạn.
Thế thì cái tác dụng chính của cái sàn này là gì anh? Cái mục đích của cái sàn này ấy, tức là về cái ý nghĩa kiểu của cái khả năng chịu lực của nó, tức là vì nó là sàn không dầm, tức là cả cái hệ dầm dấu hết nằm trong sàn, thì nó là một cái trang hệ sàn poker. Vâng. Đấy, poker chứ mà cái poker đấy nó có cả cái đáy ở phía dưới. Rồi. Đấy, và lúc đấy là tải trọng ở trên sàn thì vì nó không dầm thì nó sẽ gì qua cả cái hệ sườn, tức là dầm chữ Y ở trong sàn thì nó sẽ truyền về theo nấm ở đầu cột. Thì tức là cái vùng nấm ở đầu cột, thì vì như thế thì thành ra là cái vùng nấm ở đầu cột là sẽ là chuyển tải trọng và nó là của sàn truyền lại. Rồi. Tức là lúc đấy là mình giải quyết được bài toán về không gian, đúng không anh Lượng? Và giải quyết về bài toán thẩm mỹ. Đấy, tức là có thể phong thủy nữa, đúng không? Tránh bị đè nặng những cái dầm rất là lớn cho những cái sàn nhịp lớn. Và thế thì cái nguồn gốc của cái sàn này có lâu đời chưa? Và nó du nhập vào Việt Nam là từ những năm bao nhiêu? Cái sàn này thì với cái sàn phẳng không dầm thì ở trên thế giới thì người ta cũng đã làm lâu rồi. Đấy, nhất là ở Hàn Quốc đấy, thì nó khoảng năm 90 em mới có. Còn về ở Việt Nam thì bắt đầu là nó sẽ du nhập ở Việt Nam, thì năm đầu tiên là nó khoảng năm 2005-2006 gì đấy. 2006. Lúc đấy là đã có sàn đầu tiên là sàn bóng. Sàn bóng. Nó đã du nhập trước. Sàn bóng. Xong rồi là với sau đấy quá trình cái phát triển sau này thì ở Việt Nam sẽ xuất hiện một số tức là sàn xốp, sàn hộp nhựa. Đấy, và ngoài ra là sau này là có các cái sàn cũng là bằng gọi là cũng phải là bóng nhưng mà sàn cúi bóng dẹt đấy cái bóng dẹt nó không phải bóng tròn nữa, đúng không? Bóng dẹt. Đấy. Thì ngoài ra còn loại nào không anh? Hay chỉ có quanh một loại? Đấy, chỉ có ba loại đấy. Ba loại chính. Vâng. Đấy thì chia sẻ mọi người một chút, nhắc lại để anh em nhớ nhé. Thì nó sẽ gồm gì ạ? Ba loại chính, thứ nhất là sàn bóng. Sàn bóng thì họ có thể biến thiên thì nhiều loại, đúng không ạ? Bóng tròn rồi bóng dẹp rồi kích thước khác nhau, bởi vì trong quá trình anh em làm anh em sẽ điều chỉnh. Thứ hai nữa là sàn về dạng sàn hộp nhựa. Thứ ba nữa là sàn xốp. Thế thì mình tham gia thị trường này khoảng những năm bao nhiêu anh? Thì với cái công nghệ của sàn Nano ấy thì bắt đầu đã mang nhà công ty thành lập năm 2005. Đấy, bắt đầu nhà cũng nghiên cứu chứ mà chưa đưa vào, cũng bắt đầu nghiên cứu về cái sàn số đây rồi. Thì đến năm 2011 thì bắt đầu đưa vào ứng dụng. Nhưng mà lúc đấy là nó cũng và ứng dụng cái sàn số trải qua các cái nghiên cứu phát triển để cho tối ưu cái sản phẩm. Thì đến 2015 2016 là lúc đấy là cái sản phẩm hoàn thiện ra trẻ. Tức là hiện nay thì em thấy trên thị trường ấy họ làm rất là nhiều về sàn bóng và sàn hộp. Thế tại sao mình lại đi một cái hướng đi khác về cái sàn xốp này? Đấy, và có phải duy nhất đơn vị mình là đã làm cái sàn xốp này không? Đó, thì anh có thể chia sẻ cho mọi người, tại vì anh em cũng chưa hiểu là ba cái loại đấy nó đang khác nhau cái gì, đúng không? Vâng. Thì về cái ba với ba cái sản phẩm thì sàn xốp ở đây, cái sàn xốp ở đây là một cái dạng sàn hộp đặc. Tức là hộp đặc. Thì vì thế mà khi mà mục đích của cái bên công ty Vero ấy đưa ra, tức là để khi mà gọi là đổ bê tông. Đấy, thì nó không bị cái lượng hao hụt của bê tông. Tức là lượng hao hụt bê tông nó nằm ở dưới đấy. Đấy, nó khác hẳn với các cái sàn hộp. Sàn hộp cũng là nó chỉ là rỗng ở phía dưới. Thế là lúc mà thi công bê tông nó sẽ có những cái lượng hao hụt nó nằm ở dưới rất nhiều. Đấy, ngoài ra là cái sàn bóng, ngoài ra nữa là cái sàn bóng thì vì nó là cái tiến triển nó to. Thành ra là khi đấy là cái khả năng chịu lực lúc cái sàn đấy, cái hệ dầm ở trong đấy là không phải là hệ dầm chữ Y nữa, lúc là tiến triển nó là dạng là hình tức là cũng ở đây hình hộp. Còn với sàn số thì đấy là cái tiến triển chữ Y và chịu lực ở trong sàn là một cái tiến triển tức là hình gọi là chủ yếu nhất. Cơ bản thì cái công nghệ của ba tính toán của ba cái loại sàn cơ bản là giống nhau. Thế nhưng mà cái block của Vero ấy thì nó
thứ nhất là cái toàn bộ cái tấm VRO này đã được hàn sẵn tại nhà máy, đây là toàn bộ là hàn tại nhà máy đấy. Đấy, nên là khi mà các cái khoảng cách giữa bê tông đến xốp này rồi bê tông đến thép nó chính xác và công nhân sau này nó đi thi công nó đi lại nó không ảnh hưởng đến cái tính toán, tức là nó đã được đúng, sẽ làm được đúng được như cái thiết kế đã đề ra. Thứ hai cái loại sàn kia là người ta mang cái hộp đấy với mang cái bóng đấy đến thì là kê, đúng rồi, xong mới buộc chúng ta lắp vào hiện trường, chứ còn đây là mình buộc thành một khối to này rồi đấy, mình đã block hóa lại. Block hóa là bao nhiêu mét nhỉ? Block thì thông thường là nó nhiều loại nhưng mà thông thường là 2.5 m nhân 1.5 m, tức là chốt điện cho cái việc vận chuyển, tiện cho vận chuyển rồi không đấy. Thì ngoài ra thì cái xốp này nó cái tác dụng là nó cái cách âm kinh nhiệt tốt hơn so với các cái loại sàn khác. Thì người ta vẫn làm sàn bóng và sàn hộp. Thì anh Lượng có thể chia sẻ là ưu nhược điểm của từng loại để cho anh em nắm được một chút. Ví dụ hai thằng kia đi, thì ưu điểm lớn nhất của nó là gì? Ví dụ như ưu điểm của các cái sàn bóng và sàn hộp thì họ sẽ cái vận chuyển họ dễ dàng hơn. Bởi vì là họ chỉ có các cái hộp họ xếp vào nhau, họ chuyển đến hiện trường. Đấy. Còn ưu điểm của cái sàn bóng ấy thì thực ra là tôi cũng chưa nghiên cứu biết được cái cái còn sàn xốp ấy thì có cái ưu điểm đấy, nhưng mà tôi đã trao đổi là đấy, nó cách âm thanh nhiệt tốt và thứ hai cái block nó khoảng cách nó rất là chuẩn so với các sàn kia. Anh Cường có bổ sung cái gì về cái sàn bóng không, ưu điểm nhỉ? Tại vì em thấy mọi người vẫn dùng đúng không? Đấy thì mình phải phân tích để cho mọi người hiểu được. Thì ta sàn bóng thì bây giờ thì hiện tại như bây giờ cái sản phẩm được vận dụng thì bây giờ người ta cũng đã phát triển, nó cũng phải là thành một cũng thành một cái module người ta mang đến ở công trường. Đấy, chứ mà sản phẩm nó có một cái nhược điểm của nó là gì, khi mà bê tông thì nó dễ bị vỡ. Nó là vì là rỗng mà. Rồi rồi, trong quá trình đi lại. Thì lúc bê tông đâm là thứ thi lúc để đổ bê tông, như nhiều lúc nước hoặc là bê tông thì nó sẽ đặt. Rồi. Đấy, đấy thì đó là cái nhược điểm đó đúng không? Thế thì về, cho em hỏi một chút nữa về chi phí đi. Thì ba loại như thế này thì mình tính toán thì giá cả nó như thế nào trên thị trường hiện nay? Về chi phí thì nếu mà tính về tổng thể, tức là trước sau khi hoàn thiện toàn bộ cái sàn thì nó sẽ xem nhau, tương đương với nhau. Đấy, còn chi phí về sản phẩm của VRO thì hiện tại bây giờ là cao hơn. Lý do tại sao? Vì VRO là đã kèm theo các cái lớp thép lớp trên, toàn bộ phụ kiện, thép chính xác. Ở đây mọi người có thể thấy là đây là độ kia là đến đấy người ta mới làm, đúng rồi, đến đấy là họ chỉ cấp một cái này thôi. Rồi. Cấp một cái này xong công nhân phải tự làm, đúng rồi, xong công nhân phải là tự làm. Rồi. Còn VRO là sẽ cấp kèm toàn bộ và hàn sẵn tại nhà máy. Đúng rồi, cái block đấy bê đến được. Block bê đến và lắp. Và người ta chỉ giải thêm lớp trên thôi, đúng không? Sẽ không, họ sẽ làm lớp dưới. Rồi. Cộng với lại tăng cường thép lớp trên. Lớp trên chỉ có tại các cái vị trí khe của xốp. Đấy thì mọi người thấy là cái ưu điểm lớn nhất của sàn xốp và tại sao mà Kisato chúng tôi là hợp tác bên sản xuất, tại vì thực chất là gì ạ? Nó đơn giản hóa cái vấn đề về thi công đi. Để anh em biết là gì ạ? Tuy là chúng ta tính toán nó rất là chuẩn rồi, nhưng mà ra bên ngoài nếu mà không có giám sát lon hoặc là gì không có giám sát thì gì ạ? Đội thợ thi công sẽ sai đi, chuyển sai thì cái độ chịu lực của cái sàn nó giảm rất là nhiều. Thì ở đây được cái là VRO đã định hình hết rồi, nên cái việc thi công rất đơn giản và anh em chỉ đạo cũng nhàn hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Thì đấy là cái điểm tuyệt vời nhất. Nên khi mọi người mà tính toán về giá cả hoặc là anh em tư vấn cho chủ nhà sử dụng cái loại sàn nào thì mọi người phải nhớ tính trên cái bài toán tổng thể. Tổng thể ở đây nó không chỉ về mỗi cái chi phí lắp đặt, nó tổng thể về phần tiến độ thi công, đúng không ạ? Về phần năng suất thi công và rất nhiều yếu tố nữa thì chúng ta phải đặt trên một cái bàn cân để chúng ta tư vấn cho chủ nhà. Và tất nhiên thì mỗi cái nó có một cái ưu, một cái nhược điểm, đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ các bạn thấy được cái điểm tuyệt vời của cái phần sàn này. Thế thì anh Lượng chia sẻ cho em một chút nữa là hiện nay thì mình có thể phục vụ được trên 63 tỉnh thành không về cái sàn này? Hiện tại thì VRO đã có nhà máy tại cả ba miền Bắc Trung Nam và phục vụ được toàn bộ 64 tỉnh, 63 tỉnh thành. 63 tỉnh thành, đúng không? Rồi. Đấy, thì trong cái video này khả năng cũng khá là dài rồi. Thì nếu mà anh em mà muốn tìm hiểu sâu hơn về cái sàn này hoặc là trở thành đối tác của bên VRO thì có thể là comment hoặc là liên hệ chúng tôi ở số điện thoại bên dưới nhé, chúng tôi sẽ kết nối cho anh Lượng và anh Cường ở đây. Và
mọi người hãy nhớ ấn đăng ký cũng như theo dõi cái bài học tiếp theo. Bài học số 2 chúng tôi sẽ chia sẻ cho anh em đó là gì ạ? Cái cấu tạo của cái sàn vượt nhịp lớn như thế nào và gì ạ? Cái cách tính toán của cái sàn này cụ thể ra sao thì anh em hãy nhớ đăng ký và chờ cái bài học tiếp theo nhé. Xin chào lại mọi người ở video số 2. Học viện Gigento, học thực tế, ứng dụng nhanh.